Chi nhánh trợ giúp pháp lý số 10 thuộc Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước thành phố Hà Nội thực hiện công tác trợ giúp pháp lý trên địa bàn huyện Ba Vì. Với địa bàn miền núi rộng, có nhiều đối tượng thuộc diện được trợ giúp pháp lý như người dân tộc thiểu số, người nghèo, người khuyết tật có khó khăn về tài chính. Nhưng các trợ giúp viên pháp lý và chuyên viên của chi nhánh số 10 rất nhiệt tình trợ giúp, tư vấn pháp luật miễn phí, tham gia tố tụng dù phải tốn nhiều công sức và thời gian để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người thuộc diện được trợ giúp pháp lý. Chị sang đất thì nằm nhà thì bị nhà xóm chặn lối đi. Từ trước thì hai nhà cứ mua, nhà chị mua trước 10 năm, nhà anh Sử thì mua sau 10 năm. 1973 thì nhà chị mua, nhà anh Sử thì 1983 thì em mua. Bị lối đi là đi ra ngõ à? Bị lối đi chung ra ngõ. Nếu hòa giải không thành chị có thì sẽ có thể có quyền khởi kiện ra tòa nhân dân Ba Vì để yêu cầu khởi kiện mở lối đi chung. Đấy, có hướng giải quyết là như thế. Qua cái sự việc của em này thì em được hiểu hơn về pháp lý, được nhiều cái giúp ích cho mình nhiều hơn. Trong thời gian tới, chi nhánh số 10 tăng cường hoạt động tư vấn pháp lý tại cơ sở cho các đối tượng được trợ giúp pháp lý như người có công với cách mạng, người nghèo, trẻ em, nhất là tại các xã có tỷ lệ hộ nghèo cao, xã dân tộc, xã miền núi, các xã xa trung tâm thành phố. Thì trong năm qua, chi nhánh đã phối hợp với các phòng, ban, các cơ quan đoàn thể của huyện Ba Vì tổ chức được 26 cái đợt trợ giúp pháp lý tại cơ sở cho 26 cái đơn vị. Số người tham dự các cái đợt trợ giúp pháp lý tại cơ sở đó thì khoảng hơn 2.000 người tham dự, trong đó đã tư vấn cho được hơn 600 vụ việc cụ thể. Trong năm qua chúng tôi đó là triển khai cái hoạt động tham gia tố tụng để bào chữa cũng như là đại diện ngoài tố tụng để bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho những đối tượng được trợ giúp pháp lý trên địa bàn Ba Vì. Thì với chi nhánh số 10 chúng tôi có 4 cán bộ, trong đó có một trợ giúp viên pháp lý để tham gia tố tụng. Thì trong năm qua tôi tham gia trực tiếp để bào chữa cũng như bảo vệ trong các vụ án về hình sự, dân sự và hành chính. Trong đó có 30 vụ việc tố tụng và bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho 30 đối tượng, đảm bảo là 100% những người được trợ giúp pháp lý đến với chi nhánh đều được tư vấn cũng như là giải đáp những vụ việc liên quan đến trợ giúp pháp lý. Kế hoạch năm 2021 thì chi nhánh cũng sẽ tiếp tục triển khai các cái hoạt động liên quan, thứ nhất là liên quan đến hoạt động tư vấn pháp luật tại cơ sở. Thế thì trọng tâm sẽ vẫn hướng về cơ sở, trong đó là tập trung về trợ giúp pháp lý tư vấn tại cơ sở cho 7 xã miền núi, trong đó có người dân tộc thiểu số sinh sống. Chi nhánh luôn luôn dành cái sự quan tâm cũng như là chú trọng để tư vấn tại cơ sở cho đồng bào dân tộc thiểu số, bởi ở đó là người dân tộc thiểu số thì cái trình độ hiểu biết pháp luật dù sao vẫn còn ở mức độ nhất định, cũng như là những cái mâu thuẫn, mâu mắc liên quan pháp luật ở đó thì cũng vẫn còn tồn tại, cũng như là chú trọng vào cái đối tượng đó là trẻ em. Đây là những đối tượng mà trong những năm qua cái nhu cầu về trợ giúp pháp lý cũng rất là cao, và các em thì vướng mắc pháp luật cũng không phải là ít. Do đó là đấy là những cái trọng tâm mà chi nhánh số 10 trong năm 2021 sẽ tiếp tục thực hiện, cũng như là triển khai cái hoạt động tham gia tố tụng, đảm bảo những cái chỉ tiêu kế hoạch mà Bộ Tư pháp cũng như là Trung tâm trợ giúp pháp lý giao cho.